Thưa quý vị, với số ca mắc mới liên tiếp trong ngày tăng cao, Ấn Độ đã vượt Brazil trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ hai thế giới. Trong giai đoạn đầu, thì quốc gia Nam Á này đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch, nhờ đó thì đã kiểm soát tốt COVID-19. Thế nhưng tình hình nhanh chóng vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Ấn Độ đang trượt dài trong cuộc chiến chống COVID-19. Và đó cũng chính là câu chuyện mà chúng ta sẽ bàn tới trong mục COVID-19 chuyện chưa kể ngày hôm nay. Vâng, hình ảnh mà quý vị đang thấy ở đây là bức tranh biếm họa được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội tại Ấn Độ những ngày này. Bức vẽ cho thấy là có một cái bẫy hoặc cũng có thể là một cái lồng rất to được dùng để nhốt con virus SARS-CoV-2 rất nhỏ. Con virus nhỏ đến nỗi là có thể dễ dàng lách qua tấm lưới mà trốn ra ngoài. Đến khi con virus to gấp nhiều lần thì cái lồng nhốt nó lại trở nên quá bé nhỏ. Virus nhìn cái lồng với một nụ cười khinh khỉnh. Vâng, và bức tranh này minh họa tương đối chân thực về điều tưởng chừng như là nghịch lý nhưng lại đang diễn ra tại Ấn Độ. Đó là tình trạng chống dịch theo kiểu là đầu voi, đuôi chuột. Hôm qua khi Ấn Độ chính thức trở thành nước có số ca mắc COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới, thì cũng là ngày nhiều thành phố tại nước này bắt đầu mở lại các tuyến tàu điện ngầm. Hình ảnh được truyền thông Ấn Độ đăng tải cho thấy các sân ga khá vắng vẻ. Lực lượng chức năng đo thân nhiệt từng hành khách và hướng dẫn người dân giãn cách xã hội. Các ghế trên toa tàu cũng được dán cảnh báo, đảm bảo khách không ngồi gần nhau. Cảm nhận của một vài hành khách khá tích cực. Tôi không thấy có vấn đề gì. Mọi người đều nhớ ngồi giãn cách trên tàu. Mọi thứ được giám sát khá tốt. Vâng, tuy nhiên nếu như mà để ý nhanh thì có thể thấy là có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là đo thân nhiệt từng người thủ công như thế thì khó đảm bảo đo đúng, đo đủ khi mà số hành khách tăng lên. Thứ hai là có những sự băn khoăn rằng liệu thời điểm này đã phù hợp để nối lại giao thông công cộng hay chưa. Ấn Độ là một trong hai quốc gia có dân số đông nhất thế giới, mật độ dân cư dày đặc ở các thành phố lớn. Không ít gia đình 8 đến 10 người sống chung trong một không gian chật hẹp. Nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng là rất cao. Giãn cách xã hội có thể được thực hiện tốt ở ga tàu, nhưng chỉ cần di chuyển ít phút vào phố thì bạn sẽ chứng kiến những điều ngược lại. Đó là hình ảnh đông đúc như thường thấy ở các khu dân cư ở New Delhi. Một vài người đeo khẩu trang, đeo khăn che mũi và miệng, nhưng cũng có nhiều người khác thì chẳng che chắn gì và vẫn vô tư giao tiếp với xã hội. Số ca mắc mới vẫn đang tăng lên mà không ai để ý đến chuyện giãn cách xã hội. Tôi mong rằng chính phủ sẽ tái áp đặt lệnh đóng cửa, nếu không sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa là chúng tôi sẽ đứng đầu với số ca mắc COVID-19. Vâng, các chuyên gia thì cũng bày tỏ lo ngại tương tự. Ấn Độ hiện nay ghi nhận 4 triệu 200.000 ca mắc COVID-19 và có thể vượt qua con số hơn 6 triệu ca mắc COVID-19 của Mỹ vào tháng tới. Khả năng trở thành vị trí số 1 này là rất cao khi mà dịch bệnh đang lây lan từ các thành phố lớn như là Delhi và Mumbai ra khắp cả nước. Trong khi đó thì thông tin từ giới chức giải thích rằng số ca mắc mới tăng nhanh là do nhiều người được xét nghiệm hơn. Xét nghiệm nhiều hơn thì cũng phát hiện nhiều ca dương tính hơn. Mỗi ngày Ấn Độ thực hiện khoảng 1 triệu xét nghiệm COVID-19, gấp 5 lần thời điểm cách đây 2 tháng. Vâng, bất chấp việc ghi nhận hơn 90.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, giới chức Ấn Độ quyết định dừng hầu hết các biện pháp đóng cửa chống dịch trong nỗ lực hồi sinh nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới mà đang gặp rất nhiều khó khăn. GDP Ấn Độ sụt giảm ở mức kỷ lục, giảm gần 24% trong 3 tháng đóng cửa chống dịch, số liệu kinh tế tồi tệ nhất trong nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới. Vâng, tuy nhiên thì Ấn Độ vẫn còn hy vọng đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo. Quốc gia Nam Á này là nhà sản xuất vaccine và dược phẩm lớn nhất thế giới. Hiện có ít nhất 5 loại vaccine phòng COVID-19 đang hoặc là chuẩn bị được thử nghiệm tại quốc gia hơn 1,3 tỷ dân này. Những tình nguyện viên thì đều cho thấy phản ứng khá tích cực với các loại vaccine thử nghiệm này.